Hùng ơi, gì này, đây? Tới cho này. Cái gì đây? Đố bạn biết là cái gì đấy. Ừ. Yeah. Đây nhìn giống như con sâu ấy. Đây là một con sâu chính xác luôn. Đó, thấy chưa? Đấy. Tớ còn chuẩn bị cả ống hút nữa này. Định chơi trò chơi với bạn ấy. Chơi trò chơi gì mà chơi con sâu này? Ủi giời. Thổi con sâu để xem con sâu của ai bò được nhanh hơn. Thổi á? Ok thì thổi luôn, thế mỗi người một đầu nhá. Này. Đầu. Để xem ai được nhanh hơn mà, nhưng mà hôm nay hơi gió đấy. Không sao, gió sâu của tớ chạy nhanh hơn bạn. Okay. Để xem ai vào giữa này đi. Hay được. Là thổi từ đầu bên kia sang đây. Nào. Thổi đây đây. Nào cũng được. Đây thế bạn bên kia đi. Bạn bên kia tớ bên này. Đấy nha. 1, 2, 3. Đi đi. Ê, của tớ đây ai? Ôi gió quá. Rồi sâu đi ngược. Sao mà bạn đi kiểu gì nhìn đây? Tớ nhá, nhìn nó thổi này. Thổi nó đi một cái nó ngược lại luôn. Gió mà. Tớ đã bảo là gió. Ôi, gió quá. Đâu thế đổi cho tớ thế nào? Thôi, chắc là trò này phải cất đi, để hôm nào mà hết gió ấy thì hai đứa mình thi sau. Ok. Ui giời ơi, đẹp tí luôn rồi. Toàn quay ngược nó lại thôi. Về chỗ đi. Này, bạn biết tớ làm cái này như nào không? Làm như nào? Đơn giản, cứ gấp lại xong cắt thôi. À, cắt xong rồi vẽ được cái mặt mấy cái râu lên đây rồi phải không? Đúng luôn. Ui giời ơi, về sau cái đầu bên trong này này phải để cho nó gọn ra, cho nó cắt to to ra thì nó mới phình được chứ. Con này bẹp chi xí à. Thế à? Ừ. Vào học rồi. Thôi cất đi. Này này. Cắt đi nha. Hôm sau chơi. Ok. Cô chào cả lớp. Chúng em chào cô ạ. Ngày hôm nay lớp chúng ta sẽ kiểm tra cuối kỳ 2. Cô sẽ kiểm tra từng bạn một. Đầu tiên thì cô sẽ kiểm tra bạn Hùng, còn bạn Hằng thì đi ra ngoài. Hả cô? Sao em phải đi ra ngoài cô? Đúng rồi, xong kiểm tra cả hai người luôn cô. Đây là tiết học kiểm tra học kỳ vô cùng đặc biệt, thế nên là cô cần kiểm tra từng bạn một. Cô ơi, kiểm tra kiểu mới à cô? Ừ. Cái gì? Kiểm tra từng người là như nào? Đúng rồi. Lại còn kiểm tra học kỳ 2 nữa cô. Kiểm tra một mình trong ngày thì làm sao mà làm được bài. Lại còn không hỏi han được ai nữa ấy. Đúng rồi đấy. Này, bạn kiểm tra trước ấy, xong rồi có gì tí nữa phím cho tớ nhá. Ôi thế thì ai phím cho tớ được? Thì tự mà làm, biết làm sao được, ai bảo bạn kiểm tra đầu. Rồi, được rồi. Ok, cố lên. Cô mời em Hằng đi ra ngoài nào. Một mình thì khó làm bài lắm cô ạ. Thôi, tớ chúc bạn may mắn nhá. Làm bài cẩn thận vào. Rồi. Em chào cô. Cô tí nữa đến lượt em thì cô gọi em vào nhá. Rồi. Cô mời em Hùng nào. Dạ thưa cô. Bây giờ em hãy lắng nghe câu hỏi của cô nhá. Cô ơi, trả lời trực tiếp luôn à? Trả lời trực tiếp luôn. Hôm nay làm bài kiểm tra gì? Hôm nay là một buổi kiểm tra học kỳ đặc biệt mà cô nói rồi. Ui. Lắng nghe kỹ câu hỏi của cô này. Vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên đó chính là thần Kim Quy đã trao nỏ thần cho ai? Trao nỏ thần cho ai ạ? Suy nghĩ kỹ và trả lời nha. À cô ơi, trao cho An Dương Vương ạ. Tốt, câu hỏi đầu tiên đúng. Đúng rồi cô. Chúc mừng em. Vâng ạ, em cảm ơn cô. Rồi, tiếp theo là câu hỏi thứ hai. Đi đâu đấy em? Dạ. Đâu phải là trả lời mỗi một câu hỏi đâu. Bài kiểm tra bao nhiêu câu? Nhiều đấy cô, em tưởng là chỉ một câu thôi. Tiếp theo đây này, câu 2. Em hãy cho cô biết là trường học đầu tiên của nước Việt Nam chúng ta tên là gì? Tên là gì á cô? Tên là gì nhỉ? Cái bài này dễ quá, chúng ta đã học rồi mà. Quốc Tử Giám cô ạ. À đúng rồi. Rồi. Tiếp theo là câu số 3 này, chưa kịp vui mừng đâu nha. Còn rất là nhiều câu đằng sau nữa. Nhiều đấy cô. Câu thứ 3 đó là Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân năm mấy tuổi nào? Thánh Gióng à? Đánh giặc Ân mấy tuổi à? Câu hỏi này thì lớp chúng ta đã được ôn đi ôn lại bao nhiêu lần rồi. Suy nghĩ kỹ nào. Dạ thưa cô, hình như là 3 tuổi cô ạ. Kết quả chắc chắn chưa em? Dạ thưa cô, em chắc chắn ạ. Chúc mừng em, 3 câu đầu tiên đã chính xác rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một câu hỏi tiếng Anh. Câu hỏi tiếng Anh cô? Em nghe kỹ này. Thank you very much có nghĩa là gì nào? Thank you very much là gì ta? Cô giáo lại cho câu hỏi tiếng Anh dịch nghĩa ra là gì nhỉ? À, cô ơi, em có câu trả lời ạ. Mời em. Thank you very much là cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Rất tốt. Hôm nay cô hỏi 4 câu mà em đều trả lời đúng. Dành cho em 10 điểm. Yeah, em cảm ơn cô ạ. Rồi, em đã thi xong. Bây giờ em ra ngoài gọi em Hằng vào đây để kiểm tra nào. Vâng ạ, để em gọi bạn Hằng luôn ạ. Hằng ơi Hằng, kiểm tra xong chưa? Ôi giời ơi, tưởng thế nào á? Tớ trả lời một mạch hết 4 câu hỏi luôn. Về yeah. Không tin nè, tớ được điểm 10 đây. Mới 10. Kinh kỳ. Ôi giời này, ơi. Kiểm tra học kỳ 2 mà được 10 coi như là cả năm bạn gần như là xuất sắc rồi đấy. Thiên tài mà. Cô giáo hỏi câu nào á? Suy nghĩ một phát trả lời đúng luôn. Thế đáp án là gì đấy? Đáp án à? Cô giáo có 4 câu hỏi nhá. 4 câu hỏi. Câu đầu tiên ý thì bạn chỉ cần nói là An Dương Vương. An Dương Vương. Nhớ nhá, câu đầu tiên là An Dương Vương. Rồi, đúng chưa? An Dương Vương. Câu thứ hai là gì? Là Quốc tử Giám. Quốc tử Giám à? Đúng rồi, câu thứ hai nhớ. An Dương Vương Quốc tử Giám. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Câu thứ ba là 3 tuổi. 3 tuổi. Nhớ nhá, câu thứ ba là 3 tuổi. Thế bạn nói lại câu 1 là gì nào? Câu 1 An Dương Vương. Câu 2 Quốc tử Giám. Câu 3 3 tuổi. Đúng rồi, câu thứ 4 nhá là cảm ơn bạn rất nhiều. Liên quan nhau thế. Ôi giời ơi, thì cô giáo thế những câu trả lời đấy tớ nói bạn hết rồi đấy, không được điểm 10 thì tớ bó tay với bạn đấy. Này, An Dương Vương này, rồi. Quốc tử Giám này, rồi. 3 tuổi này, cảm ơn bạn rất nhiều đúng không? Chuẩn luôn, 10 điểm luôn. Này, còn lâu cô mới viết hai đứa mình kiểu bàn đáp án rồi nhỉ? Ôi trời ơi, cô giáo làm sao biết được. Tớ với bạn có 10 thôi. Thôi đi vào đi nhanh, cô đang chờ đấy. Ok, tớ mà được điểm 10 á, tớ khao bạn ăn đồ. Ok, nhớ đấy nhá. Cảm ơn tớ. Em Hùng này, ra bảo là gọi em Hằng vào luôn để thi. Thế mà lâu thế nhỉ? Không biết là làm cái gì nữa hay là lại chạy đi chơi rồi không biết. Em đây cơ ạ. Tại sao lâu như vậy? Cô bảo bạn Hùng ra gọi em luôn cơ mà. Tại vì trên đường vào đây em bị ngã một tí, thế là hơi lâu cô ạ. Đi đứng thì phải cẩn thận chứ. Mà giờ thi thì cô đã quy định cho các bạn từng bạn một rồi. Các em thi xong thì còn bạn khác nữa chứ. Vâng, em biết rồi ạ. Rồi, thế bây giờ lắng nghe câu hỏi của cô nhá. Vâng ạ. Em Hằng hãy giới thiệu về bản thân mình nào. Dạ thưa cô, em là An Dương Vương. Cái gì? Em học lớp nào mà em trả lời cô như thế hả? Tất nhiên là Quốc tử Giám rồi cô. Quốc tử Giám? Vâng. Này nhá em Hằng. Dạ. Em bao nhiêu tuổi rồi mà em trả lời cô kiểu cợt nhả như thế hả? 3 tuổi ạ. 3 tuổi? Vâng. 3 tuổi. Em Hằng nhá, cô sẽ cho em không điểm kiểm tra học kỳ, cho em đúp luôn. Từ nay không học ở trường này nữa, cho xuống học với các em mẫu giáo đi. Trả lời kiểu như thế đấy. Câu đầu là An Dương Vương, 2 là Quốc tử Giám, câu thứ 3 là 3 tuổi. Ê, chắc chắn đây là câu thứ 4 rồi. Gì nhở? Bạn Hùng bảo là cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Em Hằng, tại sao cô cho em điểm kém này, cho đúp lắm mà tại sao vẫn cảm ơn cô hả? Cô thì chẳng phải đáp án câu thứ 4 là cảm ơn bạn rất nhiều đây này. Sao lại đáp án câu thứ 4? Cô đã hỏi em chưa mà em biết là cảm ơn bạn rất nhiều? Thì cô trả hỏi rồi đây. Đáp án câu đầu tiên là An Dương Vương, câu thứ 2 đấy chính là Quốc tử Giám, thứ 3 là 3 tuổi, thứ 4 là cảm ơn bạn rất nhiều. Em trả lời đúng rồi đấy cô. Có phải hồi nãy bạn Hùng ra bạn phím cho em là trả lời những câu như thế nào đúng không? Không ạ. Nói ngay không, cô cho bạn Hùng không điểm luôn. Có phải là hai em ra rồi hồi nãy là bàn bạc hỏi han bạn xem là cô hỏi cái gì đúng không? Có đúng không Hằng? Em có hỏi bạn một tí ạ. Biết ngay mà, thảo nào á, cô không hỏi những câu hỏi giống bạn Hùng, thế mà vẫn trả lời giống hệt bạn Hùng là như nào? Cô chưa hỏi ạ? Tất nhiên rồi. Câu hỏi như thế này là cô hỏi trực tiếp để đánh giá được kiến thức của các em. Mỗi bạn cô hỏi một kiểu, đâu phải là ai cô không hỏi giống nhau đâu. Thế hả cô? Đi ra gọi bạn Hùng vào đây ngay cho cô. Cô ơi, cô em xin lỗi cô. Cô cho em thi lại đi cô. Không có thi lại gì cả, ra gọi bạn Hùng vào cho cô. Vâng. Học hành như thế đấy. Kiểu gì ấy, bạn Hằng cũng được 10 điểm thôi. Sao đây à? Sao đây? Gọi vào cô hỏi gì kìa. Chắc là được 10 điểm với cái gì? 10 gì mà 10. Tớ nói đáp án đúng hết mà bạn bảo luôn á. Thì đúng rồi, tớ cũng trả lời đúng như thế, được 10 điểm luôn còn gì nữa. Thì nhưng mà thôi cứ vào đi xong rồi biết. Đi vào. Nhanh chân lên các em. Dạ thưa cô, em đây ạ. Hùng đây hả em? Dạ. Hồi nãy cô kiểm tra em, tại sao em ra em lại nói kết quả với em Hằng hả? Thì bạn Hằng bạn ấy hỏi thế là em trả lời, mà em chỉ bảo mấy vài câu thôi, chứ bảo nhiều. Vài câu, cô hỏi 4 câu, trả lời bảo bạn kết quả trước đúng 4 câu, còn em Hằng? Dạ. Tại sao học hành cho mình mà lại ra hỏi kết quả của bạn là như nào? Em hỏi cho chắc ạ. Ôi giời, từ lần sau bạn ra hỏi tớ sẽ không bảo bạn nữa đâu. Rồi, không có lần sau đâu em ạ. Tất cả là lỗi tại em, cô đừng phạt bạn Hùng à. Rồi, riêng em thì cô đã chúc mừng em là được 0 điểm rồi. Còn riêng em Hùng nhá, cô phải nghiêm khắc trong chuyện này. Dạ. Thi cử thì không được gian lận phím cho bạn như thế, nhớ chưa? Vâng ạ. Hồi nãy cô cho em 10 điểm nhưng mà bây giờ cô hạ xuống chỉ còn 8 điểm thôi. 8 điểm cô. 2 điểm là mách lẻo kết quả với bạn nhá. Cô đừng như thế mà, tất cả lỗi tại em chịu hết à. Em chịu hết, em có 0 điểm rồi cô lấy gì để trừ nào? Hai em nha, cô sẽ rất là để ý trong quá trình học tập, nhớ chưa? Vâng ạ. Lần sau mà còn như thế nữa cô mời phụ huynh đấy. Vâng ạ, thế lần sau em không làm thế nữa đâu cô ạ. Thôi đi chơi đi. Vâng ạ. Đi. Học. Cô ơi, sao? Không có cơ hội nữa hả cô? Không có cơ hội nào nữa cả, cơ hội dành cho các em đó là ở những kết quả kỳ thi sau. Vâng ạ. Học tập thì kém, cứ đi hỏi bài nhau như thế bao giờ mới khá lên được. 0 điểm. Bạn Hùng còn may chán. Biết thế mình đừng có hỏi bài bạn Hùng thì may ra còn được 5, được 6. 0 điểm coi như ở lại rồi còn gì nữa. Khang ơi, Khang. Thôi, có gì đâu mà buồn. Thôi, năm sau ấy vẫn đi học cùng tớ nhưng mà chỉ học khác lớp thôi. Thôi đi, đừng có mà trêu tức tớ nữa. Ui giời, tớ có trêu được đâu. 8 á, sướng rồi, còn tớ đây này, được có 0 đây này. Ôi, được 8 là tớ qua lớp rồi. Thôi, lần sau cố gắng nhá. Lần sau cố gắng, có gì nếu bạn thi tốt đi còn đi học cùng tớ. Còn đâu nếu bạn không thi tốt á, là bạn học với các em nhỏ ở dưới kia kìa. Thì chả như thế rồi còn gì. 0 điểm mà là ở lại lớp rồi đấy. Thôi cố thì thôi, bây giờ nhá, cố gắng học đi. Năm sau còn lên lớp được chứ không nếu bạn cứ đi hỏi các bạn khác kết quả như thế. Thôi rồi, cơ mà đúp 10 năm luôn đi. Thế thì có mà giả. Giả đầu rồi vẫn đi học với các bạn khác à? Ăn đi, khi đấy biết đâu học cùng cháu ấy chứ. Ăn đi. Thôi tâm trạng đâu mà ăn nữa. Không ăn thôi, tôi ăn rồi. Ngon mưng à. Thôi đằng nào chả không rồi. Đằng nào cũng thế. Bây giờ ăn đi, ăn no đi, về học cho giỏi vào. Nghĩ lại cay. Ôi giời, có gì đâu mà cay. Này, không biết là cô giáo có cho thêm một cơ hội nữa không nhỉ? Chẳng lẽ học sinh xuất sắc giống như tớ mà cô cho để ở lại lớp đó, đúng không? Xuất sắc thì khá. Mà tớ có ý này này, bây giờ điểm của không ấy thì bây giờ nhá, tí nữa bạn bảo cứ xin cô giáo đi. Nếu mà không xin được thì về bạn bảo phụ huynh, đến phụ huynh xin cho ấy. Thôi, cô giáo lớp ai chứ cô giáo lớp mình có mà, phụ huynh đằng rời cũng chẳng xin nổi. Thế thôi nhá, thế cuối giờ bạn cứ vào xin lại xem, nếu mà được thì được, biết đâu cô lại tha lỗi cho, cô lại cho kiểm tra lại. Như thế nhở. Còn hơn là hôm sau đi học với các em. Đúng thôi, rồi. Tớ đi vào văn phòng tớ xin luôn này. Từ cuối giờ vào xin, bạn bây giờ cô giáo đang họp vào xin cô giáo. Tức cái là cô giáo không cho thi lại luôn đi. Mình phải chọn đến cuối giờ ấy, chuẩn bị về các bạn về hết rồi thì bạn vào xin mới được. Ok. Thế thôi, tớ vào đấy tớ canh đây.